Phận thần tiên. Kinh văn: A nan phục hữu tùng nhân bất y chánh giác tu tam ma địa biệt tu vọng niệm tồn tưởng cố hình du ư sơn lâm nhân cập nhân bất cập xứ hữu thập trùng tiên. Việt dịch: A nan lại có chúng sinh từ loài người không nương theo chính giác tu tam ma đề, lại sinh tu theo vọng niệm để tâm củng cố hình hài, đến nơi rừng núi những chỗ người ta không đến được, thành mười thứ tiên. Giảng giải: A nan lại có chúng sinh từ loài người không nương theo chính giác tu tam ma đề. Từ loài người họ không tu hành chính định, tu đại định lăng nghiêm, chẳng hành công phu quay trở lại tánh nghe để lắng nghe tự tánh, mà tu tập theo vọng tưởng. Có thể họ sẽ nghĩ như bây giờ ta tu hành, khi thành công mọi người sẽ thấy pháp thuật của ta, lúc đó họ sẽ tin ta, khâm phục ta, nghe theo lời của ta. Đấy không phải là mục đích tu hành để thành Phật, họ chỉ muốn phát triển khả năng khéo léo để được mọi người khâm phục, phụng sự. Đấy là cách thể hiện lòng tham và ngu ngốc của chính mình như vậy. Để tâm củng cố hình hài, đến nơi rừng núi, những chỗ người ta không đến được, thành mười thứ tiên. Họ vọng tưởng mình sẽ được trường sinh bất tử, thế nên họ đi vào rừng sâu nơi không ai đến được. Kinh văn: A nan bỉ chư chúng sanh kiên cố phục nhị như bất hưu tức, thực đạo viên thành danh địa hành tiên. Việt dịch: A nan các chúng sinh kia kiên cố dùng đồ bổ dưỡng mà không dừng nghỉ, khi đạo ăn được thành tựu thì gọi là địa hành tiên. Giảng giải: A nan các chúng sinh kia kiên cố dùng đồ bổ dưỡng mà không dừng nghỉ, họ dùng thức ăn các dược chất mục đích để được bất tử. Kiên cố chỉ sự kiên trì thực hiện, có người giải thích đó là lòng tin tuyệt đối khi thực hiện. Họ rất chuyên cần ngày này qua ngày khác, luôn phát huy khả năng luyện tập và dùng thuốc chỉ mong được sống mãi. Khi đạo ăn được thành tựu thì gọi là địa hành tiên. Kết quả họ có được thân hình rất nhẹ, khi đi đầy đó họ có thể chạy cực nhanh, nhanh hơn cả đà điểu Australia. Các thần tiên di hành như bay trên mặt đất như thế nên gọi là địa hành tiên. Kinh văn: Kiên cố thảo mộc nhì bất hiếu tức, dược đạo viên thành danh vi hành tiên. Danh phi hành tiên. Việt dịch: Kiên cố dùng cỏ cây mà không dừng nghỉ, khi dạo thuốc dược thành tựu gọi là phi hành tiên. Giảng giải: Kiên cố dùng cỏ cây mà không dừng nghỉ, họ quyết định kiên trì và thực hiện cho bằng được. Nếu ai đó khuyên bảo thôi đi, họ không màng đến, lòng họ cứng rắn hơn sắt đá, họ tin vào cách thức tu luyện của chính mình. Đấy là luyện thảo dược làm thức ăn hàng ngày, khi dạo thuốc dược thành tựu gọi là phi hành tiên. Thân thể họ nhẹ nhàng như khói thuốc, họ có thể đi trên mây bay lơ lửng như sương. Kinh văn: Kiên cố kim thạch nhì bất hưu tức, hóa đạo viên thành danh du hành tiên. Việt dịch: Kiên cố dùng kim thạch và không dừng nghỉ, khi đạo hóa chất được thành tựu gọi là du hành tiên. Giảng giải: Kiên cố dùng kim thạch và không dừng nghỉ, tâm ý quyết định kiên trì thực hiện cho được việc. Họ trộn lẫn thủy ngân và chì hoặc vàng và bạc, sau đó nấu đi nấu lại, luyện liên tục suốt 49 ngày hoặc 21 ngày thành một loại linh dược gọi là thuốc trường sinh. Mục đích thành công của họ là trường sinh bất tử, thoát thai hóa cốt. Khi đạo hóa chất được thành tựu gọi là du hành tiên, tu luyện được siêu thoát, họ có thể đi khắp đó đây theo ý muốn. Kinh văn: Kiên cố động chỉ nhi bất hiếu tức, khí tinh viên thành danh không hành tiên. Việt dịch: Kiên cố làm những động tác mà không dừng nghỉ, khi khí tinh thành tựu thì gọi là du hành tiên. Giảng giải: Kiên cố làm những động tác mà không dừng nghỉ, làm những động tác chẳng hạn như luyện quyền thuật, tập thái cực đạo và tu hành tịnh công, như luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, đệ thần hoàn hư. Họ luyện tinh hóa khí cách nào? Họ ngồi thiền và không để tinh khí thoát ra ngoài, họ không gần gũi đàn bà. Khi tinh không thoát, nó ngược trở lại, để hành công phu làm cho tinh hóa khí thành luồng khí. Luồng khí này sẽ hòa quyện khắp châu thân. Đoạn tập trung tư tưởng biến hóa khí thành thần, tinh thần, từ thần lại trở về với hư không, cho đến khi chính mình như hư không. Sách Đạo Gia Ngọc Hoàng Tâm Ấn Kinh viết:
Thượng dược có ba phẩm thần và khí, tinh mơ hồ phảng phất, thăm thẳm mông minh. Khi khí tinh thành tựu thì gọi là du hành tiên. Kinh văn: kiên cố tân dịch, nhi bất hiếu tức, nhuận đức viên thành, danh thiên hành tiên. Việt dịch: kiên cố luyện nước bọt mà không dừng nghỉ, khi nhuận đức được thành tựu gọi là thiên hành tiên. Giảng giải: các giai đoạn trên nói về sự bất tử du hành trong không gian, ở đây sẽ thuật sự việc con người có thể đi lên cõi trời, kiên cố luyện nước bọt mà không dừng nghỉ, đặt lưỡi cong lên đốc họng để tiết ra nước bọt. Nước bọt ấy tạo ra gọi là ngọc dịch, là cổ thiên trì. Khi nước bọt tiết ra nhiều thì nuốt vào bụng, lão giáo cho rằng đó là linh đan bất diệt. Họ bảo nếu muốn trường sinh và bất lão, tất phải hồi tinh để nuôi dưỡng lão. Họ tập trung tâm ý chuyển tinh lên đỉnh đầu, tăng sức mạnh cho não. Khi nhuận đức được thành tựu thì gọi là thiên hành tiên. Khi thành công, mặt của họ sẽ hồng hào trẻ lại như đứa bé mặc dù đã lớn tuổi. Đấy là các thiên hành tiên. Kinh văn: kiên cố tinh sắc, nhí bất hiếu đức, hấp túy viên thành, danh thông hành tiên. Việt dịch: kiên cố hấp thụ tinh hoa mà không dừng nghỉ, khi hấp thụ được thành tựu gọi là thông hành tiên. Giảng giải: kiên cố hấp thụ tinh hoa mà không dừng nghỉ, tâm ý của họ rất kiên định vững chãi, họ chuyên tâm hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt để luyện pháp trường sinh. Khi hấp thụ được thành tựu gọi là thông hành tiên. Thông hành tiên có thể lên đến cõi trời hoặc đi bất cứ nơi nào họ muốn. Họ thực hiện pháp ấy như thế nào? Có thể ví dụ, buổi sáng họ ngẩng nhìn mặt trời và hít thở 360 lần. Buổi chiều tối họ nhìn mặt trăng cũng làm như vậy. Họ dành hết thời gian để tu luyện cái bọc da của họ. Hòa thượng Hư Vân có viết bài ca cái bọc da diễn tả điều ấy. Tu luyện để được bất diệt chính là vận dụng năng lực tự thân để phát triển khả năng khéo léo tinh tế. Họ không biết đó cũng là năng lực tự tính. Sự khác biệt giữa lão giáo và Phật giáo là lão giáo muốn hiện bày cái khả năng đó, còn Phật thì không. Một đằng là trước nhiễm vướng mắc, một đằng thì chủ trương vô trước. Sự trước nhiễm chính là trở ngại, chướng ngại, nó khiến người ta không sao thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử được. Họ không đạt được chân lý tuyệt đối, không giải thoát được chính mình. Năm hạng thần tiên như trên đã thuật qua và đều nói về sự di hành, chủ yếu là trên mặt đất, họ không vượt đến tầm cao hơn. Năm hạng tiên trình bày sau có tính cách khác hơn, mục đích hướng đến của họ cao xa hơn. Kinh văn: kiên cố chú cấm, nhi bất hiếu túc, thuật pháp tiên thành, danh đạo hành tiên. Việt dịch: kiên cố làm thuật phù chú mà không dừng nghỉ, khi thuật pháp được thành tựu thì gọi là đạo hành tiên. Giảng giải: kiên cố làm thuật phù chú mà không dừng nghỉ, đây là những kẻ kiên tâm trì tụng chú thuật. Chẳng hạn Lạt Ma ở Tây Tạng, họ hành pháp rất tinh tế khéo léo. Kiên cố làm thuật phù chú mà không dừng nghỉ, họ trì tụng chú và luôn giữ giới cấm, khi thuật pháp được thành tựu thì gọi là đạo hành tiên. Kinh văn: kiên cố tư niệm, nhi bất hiếu tức, tư ức viên thành, danh chiếu hành tiên. Việt dịch: kiên cố chuyên chú tư niệm mà không dừng nghỉ, khi chuyên niệm được thành tựu thì gọi là chiếu hành tiên. Giảng giải: kiên cố chuyên chú tư niệm mà không dừng nghỉ, họ quay trở lại chính mình và tập trung tư tưởng, không dừng nghỉ, chủ yếu là phát triển tư tưởng. Khi chuyên niệm được thành tựu thì gọi là chiếu hành tiên. Khi tu luyện thành công thì thần có thể ra vào tự tại, khí có thể giao thông trên dưới, hình và thần tướng chiếu nhau hóa ra ánh sáng. Kinh văn: kiên cố giao cấu, nhí bất hiếu tức, cảm ứng viên thành, danh tinh hành tiên. Việt dịch: kiên cố về thủy hỏa giao cấu mà không dừng nghỉ, khi cảm ứng được thành tựu thì gọi là tinh hành tiên. Giảng giải: thông thường giao cấu là nói đến sự làm tình của nam và nữ, nhưng ở đây không có nghĩa như vậy. Hơn nữa, sự giao cấu lại xảy ra tự chính mình. Đạo lão gọi điều ấy là bé trai và bé gái, song cá nhân người nào cũng có khả năng như vậy. Đây không phải là vấn đề có thể tìm kiếm từ ngoại tại. Mỗi người đều có một đứa con trai và một bé gái trong chính mình. Theo kinh dịch, con trai thuộc quẻ ly, con gái thuộc quẻ khảm. Quẻ ly là trung hư, quẻ khảm là trung mãn. Tám quẻ trong kinh dịch như sau: càn trời, khảm nước, cấn núi, chấn sấm, tốn gió, ly lửa, khôn đất, đoài đầm. Đầu tiên là quẻ càn, gồm có ba vạch dài, tức vạch dương. Càn thuộc yếu tố nam, khôn có ba vạch dứt, tức vạch âm, thuộc yếu tố nữ. Quẻ càn tượng trưng người đàn ông 36 tuổi là cực thịnh,
sau đó dần suy yếu và trở thành quẻ ly. Từ quẻ ly, các vạch âm dương thay đổi biến ra thành quẻ khôn, quẻ khảm. Quẻ ly thuộc tâm, quẻ khảm thuộc thân. Vậy giao cấu là chỉ sự giao cấu giữa thân và tâm, sự hòa hợp của thân và tâm. Quẻ ly thuộc dương, nhưng trong dương có âm, quẻ khảm trong âm có dương. Bé trai bé gái gặp nhau tại sân vàng. Sân vàng là gì? Đấy là tâm, là pháp môn tu luyện của đạo gia, chủ yếu là hòa hợp, là giao cấu như vậy. Kinh văn: kiên cố biến hóa, nhi bất hữu đức, giác ngộ viên thành, danh tuyệt hành tiên. Việt dịch: kiên cố tập luyện biến hóa mà không dừng nghỉ, khi giác ngộ được thành tựu thì gọi là tuyệt hành tiên. Giảng giải: kiên cố tập luyện biến hóa mà không dừng nghỉ, đây là chuyên tâm tu luyện nghiên cứu sự biến hóa vật lý, khi thành công sẽ phát sinh kỳ ngộ, khi giác ngộ thì được thành tựu thì gọi là tuyệt hành tiên. Đây là thần tiên có khả năng rời non lấp biển, họ có thể di chuyển ngọn núi từ nơi này sang nơi khác hoặc chuyển đổi biển cả từ đông sang tây. Các tiên còn có quyền năng thay đổi mùa màng thời tiết, biến mùa xuân thành mùa thu. Họ biết được huyền cơ của trời đất, họ trở thành đấng sáng tạo từ chính họ, đấy gọi là tuyệt hành tiên. Kinh văn: à nàn thị đẳng giai ư, nhân trung luyện tâm bất tuần tránh giác, biệt đắc sanh lý, thọ thiên vạn tuế, hưu chỉ thâm sơn hoặc đại hải đảo, tuyệt ư nhân cảnh, tư diệt luân hồi, vọng tưởng luân chuyển, bất tu tam muội, báo tận hoàn lai, tán nhập chư thú. Việt dịch: a nan, bọn ấy ở trong loại người mà luyện tâm, mà dù không tu chính giác, nhưng riêng được lẽ sống, thọ ngàn vạn tuổi, nghỉ nơi núi sâu hoặc trên đảo trong biển cả, cách tuyệt chỗ người ở, đấy cũng là vọng tưởng luân hồi lưu chuyển. Nếu như không tu pháp tam muội thì khi quả báo hết rồi, quay trở lại tản vào trong các nẻo. Giảng giải: a nan, bọn ấy ở trong loài người mà luyện tâm, mặc dù không tu chính giác, những người tu ấy tu luyện thân tâm, họ không tu pháp thiền lăng nghiêm của Như Lai, họ không tu hành theo chính giác, nhưng riêng được lẽ sống thọ ngàn vạn tuổi. Có nhiều pháp môn khác nhau, nhưng họ chọn pháp dưỡng sinh, nắm được đạo lý trường sinh, thọ mạng rất lâu dài. Sau khi thành công, họ nghỉ nơi núi sâu hoặc trên đảo trong biển cả, cách tuyệt chỗ người ở. Những nơi ấy người thường không đến được, đấy là cảnh non bồng nước nhược, nơi có bảy ngọn núi vàng, chung quanh núi là biển cả. Đặc biệt nước biển ở đây rất mềm, không có ghe thuyền nào đi được, cả một cọng lông chim rơi xuống nước cũng chìm sâu xuống. Nơi đấy chỉ có hàng phi tiên mới đến được. Tuy nhiên đấy cũng là vọng tưởng luân hồi lưu chuyển, nếu như không tu pháp tam muội, mặc dù thọ mạng có kéo dài hàng nghìn năm, họ vẫn ở trong vòng luân hồi, chưa chấm dứt con đường sinh tử. Lý do luân hồi là vì con trước nhiễm, con tham muốn, đặc biệt là muốn trường sinh bất lão. Đấy là vọng tưởng, và họ cũng không tu hành chính định. Thì khi quả báo hết rồi, quay trở lại tản vào trong các nẻo. Khi thọ mạng chấm dứt, họ lại tái sinh trở thành người bình thường, hoặc quỷ Atula, hoặc chư thiên, hoặc xa vào địa ngục. Đấy là những nơi họ phải đến. Ha ha ha,